Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với top 100 câu từ vựng quan trọng nhất của GPT N4. Hi. Rồi, vậy chúng ta sẽ vào câu đầu tiên luôn nhé, bắt đầu từ câu 61. Hai. Kono kuni dewa sakka ga naninani desu. 1. Sakan. 2. Fukuzatsu. 3. Gyujutsu. 4. Futsu. Hai. Khởi điểm là một câu hỏi về tính từ với ông cả nhà, tính từ nha. Giờ chúng ta hãy cùng phân tích để xem đáp án nào phù hợp nhất với chủ thể của chúng ta, chính là sakka, bóng đá đúng không mọi người? Hãy Lịch Nguyễn sàng, Ohio, Phan Công Mạnh sàng, Ohio gozaimasu. Sasoku benkyou shimashou. Kyou mo yoroshiku onegaishimasu. Hai, bạn Mạnh chọn 4 này, bạn Lịch chọn 4 là futsu. Hai. Các bạn khác thì sao nào? Rồi, 28 bạn đang xem đầu like ạ. Nào mọi người nhanh tay để lại đáp án của mình nha. 1, 2, 3 hay là 4? Chúng ta cứ mạnh dạn comment xuống bên dưới rồi chúng ta sẽ cùng nhau check mà. Hai, Bảo Long chọn 1 này. Ok, có hai đáp án đang được đưa ra là Sakan và Futsu. Ok ạ. Tiếp theo nào, các bạn khác thì sao? Minasan no kotae wa nanban desu ka? So desu ne, hai, ii desu. Ja, kotae wa? 1番 desu. Omedetou gozaimasu. Chúc mừng các bạn đã chọn đúng phương án số 1 nha. Tại sao 1 là mọi người nhỉ? Sakan chính là mang ý nghĩa gì nhỉ? Phổ biến này, hưng thịnh rồi là phát triển đúng không? Các bạn thử ghép lên câu nhá. Kono kuni dewa, ở đất nước này này, đúng không? Thì bóng đá làm sao ạ? Rất là được ưa chuộng. Chuẩn chưa? Vì vậy đáp án số 1 của chúng ta chính là phương án tối ưu nhất, chính xác nhất. Còn lại một số bạn đang nghiêng về đáp án số 4 đúng không? Từ phụ sự của chúng ta thì không phù hợp được rồi, bởi vì nó sẽ mang nghĩa là bình thường. Bình thường rồi là phổ thông ấy đúng không mọi người? Đấy, không phù hợp nhá. Thế còn số 2 và số 3 thì các bạn cũng nhanh tay đáp án ý nghĩa của nó xuống bên dưới nha. Ví dụ fukuzatsu sẽ là phức tạp đúng không nào? Phức tạp. Đấy, mình vừa viết trên bảng và vừa chờ các bạn comment nha. Chúng ta sẽ cùng thống kê lại xem là mình có nhớ được hết tất cả các từ vựng mà có trong câu hay không. Còn số 3 từ gyujutsu là kỹ thuật đúng không nào? Gyujutsu. Đấy. 覚えてますか? いい desu ne. Đúng rồi, số 1 là thịnh hành, chắc là mạnh sáng hơi bị nhầm đúng không? Không phải thời gian nhé, thời gian thì phải là chữ ji chứ. Jikan, đúng không nào? Ok, có bạn Thùy Hương và bạn Halin Lin, chính xác này. Nhìn nhầm đúng không? Ok, rồi bây giờ sửa sai đi, chúng ta sang câu tiếp theo, câu 62. Rồi, lần này phải nhìn kỹ hơn nhá. Hãy, 62 nào. あの国では kyo iku ni nani nani kuni desu. 1. Shitsure na. 2. 丁寧な 3. 複雑な 4. 熱心な. Hãy, 4 tính từ đuôi na nào cả nhà ơi. Tiếp tục chúng ta vẫn ghép với kuni là đất nước đúng không? Tuy nhiên bây giờ thay bóng đá bằng kyoiku. Có bạn nào biết nghĩa của danh từ này không? Ok, mọi người đang chọn 2 này. Bảo Long chọn 3, giáo dục phức tạp hả? Honto desu ka? Ừ, đúng rồi, danh từ này mang nghĩa là giáo dục, ok. Tuy nhiên thì đáp án đang hơi phân vân nhỉ, có bạn chọn 2, bạn chọn 3, bạn chọn 4. Đáp án của chúng ta là số mấy đây cả nhà? Cô tài và chăn chăng. 4 bảng desu. Neshina. Các bạn biết tính từ này không nhỉ? Neshin là thể hiện sự nhiệt huyết ấy, nhiệt tình, đúng không? Vậy là đất nước này này là một đất nước hoặc là một quốc gia họ rất là nhiệt tình, nhiệt huyết trong giáo dục. Ok các bạn, bạn nào mà không biết kêu tự thì nhanh chóng memo vào nhà. Chúng ta có từ giáo và từ dục đấy cả nhà, là giáo dục. Đó, được chưa? Còn không thể nào là nền giáo dục phức tạp được. Vì vậy số 3 chính là phương án mà các bạn có thể loại đầu tiên, loại nhanh nhất, đúng không? Tiếp đến từ shitsurena chính là gì nhỉ? Shitsurena là thất lễ, đúng không? Cũng không phù hợp. Ví dụ như mình muốn nói là shitsurena hito, một người thất lễ, không có biết lễ nghi, tôn ti trật tự gì cả thì còn ok này. Còn số 2 thì là từ trái nghĩa của số 1 nhá. Tene thì nó sẽ là từ lịch sự. Ok không nào? Đấy thì các bạn có thể sử dụng phương án loại trừ xem là những cái tính từ này có phù hợp đi với từ giáo dục hay không. Ideska, mọi người nhận ra chưa? Ok chưa nhỉ? Rồi chúng ta sang câu tiếp nào. 63. Hai. Neshin, đúng rồi, nếu mà là neshin mà các bạn cho đi với động từ là benkyou suru thì mình sẽ hiểu là học một cách rất là chăm chỉ, nhiệt huyết, nhiệt tình ở trong đấy. Tuy nhiên so với ba đáp án còn lại thì các bạn có công nhận rằng neshin chính là đáp án phù hợp nhất để có thể đi kèm với giáo dục không? Thì mình sẽ dịch là đây là một quốc gia họ rất là nhiệt huyết, tức là họ có đầu tư đúng không? Họ có thế nào nhỉ? Coi trọng cái nền giáo dục đấy. Mọi người hiểu chưa ạ? Ideska? Linh Nguyễn sang. Ok cả nà. Rồi, thế xem câu 63 nào, mọi người chọn phương án là gì ta?
Yamada-sanは駅までの道を何々に教えてくれました. Hai, một ngữ pháp rất quen thuộc của N4 chính là vete kuremashita. Ai đó làm gì cho mình, đúng không? Tiếp theo là mình có thể căn cứ vào các trợ từ, ví dụ như là ni, o, đúng không? Đấy, để mình có thể là lựa chọn phương án chính xác nhá. Có bạn Mạnh Quốc chọn 4 rồi này, shinsetsu. Hai. Các bạn khác nào? Có chọn 4 không hay là chọn 1, 2 hoặc là 3? Đáp án 1 thì sẽ là wadiai, 2 là hotondo, 3 là hakkiri, còn 4 là shinsetsu. Quốc này, bạn có phương án như sau. Anh Yamada đã chỉ đường cho tôi đến nhà ga rất là nhiệt tình. Và đó chính là đáp án của câu này. Chúc mừng bạn Quốc. Hai, so this. Xin xét sự chúng ta học rồi. Nếu mà thể hiện tính cách của con người thì mình sẽ dịch là một người rất là tử tế, thân thiện, tốt bụng, đúng không? Vậy ở đây khi mà nó đi kèm và bổ nghĩa cho động từ oshieru thì mình sẽ hiểu là anh Yamada đã chỉ cái gì đi về ô, đúng không mọi người? Đã chỉ đường đến nhà ga cho tôi một cách rất là thân thiện, rất là chi tiết, đúng không? Anh ấy chỉ rất là nhiệt tình. Đúng nào cả nhà? Ok nhá, phương án số 4 nhá. Rất là nhiều bạn đang chọn nhầm số 3 đây này. Mọi người quay xe nhanh còn kịp nha. Và sau khi mọi người lắng nghe phần giải thích vừa rồi thì mọi người đã hiểu hơn chưa ạ? Lý do tại sao chúng ta chọn 4. Ok nhá. Còn đáp án số 3 từ hakkiri, ở đây là từ rõ ràng, nhưng nó sẽ không có là hakkiri ni oshieru đâu mọi người. Được chưa nào? Rõ ràng ở đây ví dụ chúng ta hay cho nó đi cùng với trường hợp là mọi có nghe rõ không? Có nhìn rõ không ấy? Hakkiri kikoemasu ka? Hakkiri miemasu ka? Được không mọi người? Đấy, thế cho nên mình xin phép được nhắc lại một lần nữa, đó là khi mà chúng ta học từ vựng hay là học ngữ pháp đi chăng nữa là mình hãy học cách sử dụng của nó mọi người nha. Tức là sao ạ? Mình học nghĩa thôi, chưa đủ, mà mình còn học nó sử dụng trong tình huống, trong trường hợp như thế nào, phó từ, trợ từ hay là những tính từ đi kèm với nó là gì. Thì thứ nhất, khi đi thi, các bạn sẽ làm được đáp án, được loại trừ rất là nhanh. Thứ hai, còn tiện hơn nữa, đó là hàng ngày chúng ta đều phải giao tiếp, đều phải kai wa, đúng không? Thì chính nhờ những cái lần mà mình học kỹ, học chắc như thế này này, thì các bạn cũng sẽ kai wa tự nhiên hơn, phản xạ được, nhanh hơn. Đấy là điều mà lần nào, hôm nào mình cũng nói và mong các bạn thử áp dụng trong cái phương pháp học hiện tại của mình xem có cải thiện gì không nhá. Rồi quay lại, đáp án số 1 chúng ta có wadiai là tỷ lệ cả nhà ơi. Tỷ lệ, ví dụ như là tỷ lệ 1-1, tỷ lệ 1-2 được không nào? Còn hotondo là hầu hết. Rồi, hai phương án này thì các bạn cũng loại trừ được rất là nhanh đúng không? Và không có hai chọn. Đúng rồi, hôm nay toàn mấy câu có nghĩa ẩn dụ khởi đầu mà đã thấy hơi gian nan, hơi khó khó rồi đây đúng không? Nhưng mà chỉ ở trình độ N4 thôi mọi người nhá. Mình biết là rất là nhiều bạn đang xem live ở đây, mọi người học ở trình độ cao hơn rồi. Thế nhưng mọi người vẫn cố gắng mình theo dõi, mình xem đến cuối live nha. Để thứ nhất là mình tổng hợp, mình ôn tập lại kiến thức. Thứ hai là các bạn thấy đấy, dễ nhưng không phải là dễ chọn đâu mà là dễ nhầm được không nào. Vì vậy là chúng ta cần phải giữ một cái đầu thật là lạnh, cần phải tinh mắt và cần phải suy xét thật là kỹ để đưa ra được phương án cuối cùng. Hay liệu câu này còn đánh đố mình nữa không? Ừ, mình nghĩ câu này sẽ dễ hơn và chắc chắn là mọi người sẽ làm đúng được đấy. 64 nhá. Kono kusuri wa ii kusuri desu ga totemo nani nani desu. 1. Kibishi. 2. Kanashi. 3. Nemutai. 4. Nigai. Hay. Trong câu này thì hai vế rất là rõ ràng và không có quá nhiều từ mới hoặc chữ Hán khó, đúng không? Chúng ta có liên kết giữa hai vế bằng desu ga. Nhưng tuy nhiên gì đấy đúng không? Để thể hiện tính đối nghịch. Sau đó các bạn cần phải tìm một tính từ phù hợp được với kusuri là viên thuốc của mình. Vậy thuốc làm sao nhỉ? Làm sao đấy? Ừ, bạn Huyền Hiro chọn 4. Bạn Sang chọn 4 là đắng. Thuốc này tốt nhưng mà đắng quá, chính xác. Bạn Quốc sẽ, mình nhận ra là bạn Quốc dịch rất là hay, dịch nhanh và dịch chuẩn mọi người nha. Rồi, phương án chính xác rồi. Đáp án 4, Nigai là đắng. Rất là phù hợp để có thể đi kèm với kusuri, thuốc của chúng ta đúng không? Còn dịch cả câu này này. Loại thuốc này đúng không? Là một loại thuốc tốt. Thế nhưng nó lại rất là đắng. Ngày xưa các cụ có câu là thuốc đắng dã tật ý, đúng không? Đây, thuốc đắng nhưng mà tốt. Hay. Còn số 1, Kibishi. Có bạn nào comment 3 phương án còn lại chưa? Ừ, bà Long dịch cũng rất là hay nhá. Viên thuốc này tốt đấy, thế nhưng mà nó đắng quá. Hai idesio Long sao? Hay, ngoài chọn đáp án nào, ngoài dịch thì các bạn nhớ là mình viết thêm ý nghĩa của ba đáp án sai còn lại nha. Thì để mình có thể kiểm tra xem, mình check lại kiến thức của mình xem là mình có nhớ được ý nghĩa của những từ đó hay không. Ví dụ như là từ kibishi thì nó sẽ mang nghĩa là nghiêm khắc. Đúng không? Nghiêm khắc hoặc là khắt khe ấy, mọi người. Đấy, ví dụ anh ta là một người nghiêm khắc, các bạn nói được chưa? Đấy, lúc nào trong đầu mình cũng phải nảy số liên tục nhá. Mình thử đặt câu ngắn gọn thôi, câu đơn thôi cũng được mọi người ạ. Thế nhưng mình cũng đang nhớ xem là à thế bây giờ muốn bổ nghĩa cho người đằng sau thì mình cần phải làm gì á. Đúng không ạ? Đấy, ano hito wa kibishi hito desu ne. Được chưa mọi người? Còn số 2, kanashi là buồn. Buồn ở đây là mang tính chất là đau buồn, đau thương, kiểu đau lòng ấy mọi người. Đấy, gọi là kanashi. Còn nemutai, có bạn nào comment chưa ấy nhỉ?
Nemutai, đúng rồi, chính xác Bảo Long này và bạn Phương Lan Nguyễn có bình luận rồi. Từ nemutai của chúng ta chính là buồn ngủ. Hãy nemutai. Buồn ngủ. Ok, desu ka? Đấy. Các bạn còn lại đang xem mà cũng chưa comment thì mọi người thử xem là mình có biết được hết, mình có nhớ hết các từ vựng có ở trong bài không nha. Còn tiện thì mọi người có thể memo vào sách và vở của mình luôn, còn không thì chụp nhanh lại màn hình ạ. Lát nữa có thời gian thì mình xem lại sau nhá. Ok, câu tiếp theo, câu 65 cả nhà ơi. Omimai ni kiite kurete totemo nani nani katta desu. 1. Utsukushi. 2. Nemuta. 3. Ureshi. 4. Kibishi. Đây là 4 tính từ đuôi y, đúng không ạ? Thế nhưng nó được chuyển sang quá khứ. Mọi người nhìn thấy cách chia kata rồi đúng không? Là thể quá khứ. Vì vậy là các đuôi đang bỏ hết chữ y đi rồi. Đấy, thì mọi người sẽ xem là tính từ gì phù hợp trong cái ngữ cảnh của câu này nhá. Để làm được chính xác nhất thì các bạn cần phải hiểu ý nghĩa của omimai ở đầu đây này. Omimai là gì cả lớp mình nhỉ? Hay. Rồi bạn Mạnh Quốc chọn 3, Phương Lan chọn 3, Bảo Long 3, Trực Muối 3, Dung Khánh 3 là ureshi katta desu. Hãy, chang chang, omedetou gozaimasu. Ureshi desu ne. Hãy, ureshi có nghĩa là vui đúng không nào? Vui. Tại sao đáp án 3 đúng thì mọi người thử ghép nhá. Tôi rất là vui đúng không? Bởi vì bạn đã đến đây để thăm tôi. Thì đố mọi người thăm ở đây là thăm gì nhỉ? À chính xác, Lịch Nguyễn rằng thăm bệnh, đúng rồi. Omimai không phải là đến thăm, đến nhà người ta chơi bình thường đâu, mà sẽ là thăm bệnh, thăm người ốm ấy mọi người nhá. Mọi người lưu ý trường hợp này. Mình sẽ viết là thăm ốm. Đấy, cho mọi người rõ cái ngữ cảnh hơn của câu này nhá. Thì chắc chắn là mình vui đúng không? Vì được mọi người quan tâm đến thăm mình. Còn utsukushi thì nó lại là đẹp mất rồi, không phù hợp đúng không? Đẹp, ví dụ chiếc áo này đẹp hoặc là cô gái kia đẹp quá. Utsukushi. Số 3, nếm mưa tạ chính là nếm mưa tai mà chúng ta vừa nhắc ở ngay câu trước, câu 64 ấy mọi người. Buồn ngủ rồi. Còn sabishi. Sabishi cũng là buồn. Thế bây giờ mình đố mọi người nhá. Sự khác nhau giữa sabishi và kanashi. Hay, kanashi cũng là tính từ mà chúng ta vừa mới nói xong đúng không? Thì liệu mọi người đã phân biệt được rạch ròi hai cái buồn này thì như thế nào chưa? Trong trường hợp nào thì mình dùng từ buồn nào? Đấy. Ok, các bạn thử nghe phương án của bạn Mạnh Quốc cũng như bạn Phương Lan. Hai bạn có comment như sau này. Ureshi là khi mình nhận được một cái gì đó từ ai đó. Còn tanoshi thì là mang đến niềm vui cho mình. Hay, còn bạn Phương Lan thì có phân biệt đó là một cái là buồn mang tính chất cô đơn, một cái là buồn mang tính chất đau khổ. Chính xác là đấy cũng chính là điều mà mình muốn phân biệt với các bạn như sau. Sabishi thì nó sẽ nghiêng về tính chất cô đơn ấy mọi người, tức là một mình đấy, đúng không? Mình ở một mình thì mình rất là sabishi. Còn kanashi là buồn nhưng mà mang tính chất là mình đau lòng, ví dụ có một cái chuyện buồn gì đấy suy sụp đúng không? À, bị thất tình, bị thế nào nhỉ? Bị trượt kỳ thi chẳng hạn, hoặc là trong nhà mình có một cái chuyện gì đấy rất là xui rủi xảy ra, thì lúc đấy kanashi là mang tính chất là mình đau lòng. Được chưa mọi người? Nhớ phân biệt nhá. Tanoshi không dùng cho người. Thật ra là tanoshi có dùng cho người mọi người ạ. Nhưng nó lại thể hiện cái tính chất, tức là người này lúc nào người ta cũng lạc quan, cũng vui vẻ, cũng tích cực, thì lúc đấy mình có thể dùng tanoshi. Bạn Phương Lan Nguyễn nhá. Đấy, thì mọi người lưu ý thêm một số trường hợp như vậy để cái kaiwa của mình cũng được tự nhiên hơn mà mình phân biệt câu cũng chính xác hơn. Ok, câu 66. 私は日本の漫画に何々があります。1. 気分 2. 興味 3. 心 4. 趣味 2. Bạn Dung Khánh chọn 2. Hay, có hai bạn đã dịch đó là bạn Mạnh Quốc và bạn Bảo Long. Tôi có hứng thú với truyện tranh của Nhật Bản. Chính xác, hai mọi người dịch quá chuẩn, quá hay rồi. 興味, mọi người nhớ nhá, nó là hứng thú. Hay. Và khi mà chúng ta muốn nói thành một câu hoàn chỉnh thì các bạn có hứng thú với cái gì đi với trợ từ nhị, và đằng sau đơn giản thôi, cho nó đi kèm luôn với động từ ga adimas là có, phải không nhỉ? Vì vậy thì như các bạn đã dịch rồi, chủ ngữ trong câu này là tôi đúng không? Có hứng thú với truyện tranh của Nhật Bản. Minasan wa dou desu ka? Còn đáp án số 1, từ kibun của chúng ta là tâm trạng đúng không? Ví dụ như tâm trạng ngày hôm nay của tôi rất là vui. Đấy, bởi vì được học nơ vốn của mọi người. Đấy, thì sẽ là kyo wa kibun ga ii desu. Còn ngược lại kibun ga warui thôi đúng không? Các bạn biết tính từ đấy rồi nhỉ? Thì nó sẽ là tâm trạng rất là buồn, rất là khó chịu. Còn số 3, kokoro thì là trái tim. Hay, trái tim. À, một từ mà mình cảm thấy rất là hay, ví dụ kokoro kara kansha shitemasu đúng không? Tôi biết ơn từ tận đáy lòng, thì các bạn sẽ hiểu là đặc biệt là các bạn mà học cao hơn ấy, thì kokoro không phải là nghĩa đen là trái tim mang tính chất nội tạng đúng mọi người nhá, mà sẽ là mang nghĩa bóng, ví dụ như là tôi biết ơn từ tận đáy lòng này, hoặc là anh em từ tận đáy lòng chẳng hạn, thì kokoro nó sẽ mang ý nghĩa bóng như vậy. Còn số 4, từ shumi của chúng ta chính là từ sở thích. Đúng không? Hay. Minasan no shumi wa nan desu ka? Oshiete kudasai ne. Hai, ok desu. Rồi, tiếp theo sang câu 67. Hai. Irigucchi no mae ni wa kuruma o nani nani kudasai. 1. Yame nai de. 2. Shime nai de.
3. Tô mê nai đê. 4. Kì mê nai đê. Hay. Ngữ pháp này là của N5 thôi. Phải không cả nhà? Ngữ pháp N5. Đó là vê nai đê cư đa sai. Đúng không? Vui lòng không làm gì. Cụ thể đi mới cư đưa mà. Đấy, xe ô tô nha. Cư đưa mà. Văn Duy đúng không? Chọn 3. Dung Khánh 3. Bảo Long 3. Văn Sang 3. Rồi, phương án của chúng ta là 3. Tomemas là động từ dừng đúng không? Liên quan tới xe, đỗ xe ấy mọi người. Mà đây mình nghiêng về ngữ pháp venai de kudasai. Nên các bạn có thể dịch là vui lòng không đỗ xe. Ở đâu đây ạ? Ở trước cửa vào, trước lối vào đúng không? Idiguchi nhá. Còn đáp án số 1, từ yamedu của chúng ta là từ bỏ. Từ bỏ. Ví dụ như mọi người bảo là bỏ thuốc lá ấy. Đấy, tabako yamemas. Số 2, từ shimemas là đóng, liên quan tới đóng cửa thôi, phải không nhỉ? Doa o shimemas. Còn số 4, từ kimemas là quyết định. Hay, quyết định. Mọi người có nhớ không này? Hay, rất tốt rồi. Câu 68 nào. Hay, 68 nha. Mori san o deito ni nani nani ga ikenai to iwaremashita. 1. 伝えました. 2. 誘いました. 3. 案内しました. 4. 紹介しました. Hay. Mình thấy câu này rất là hay nhá. Bởi vì thứ nhất không chỉ ôn lại cho mọi người 4 động từ ở dưới 4 đáp án đâu, mà liên kết giữa các câu cũng như là ngữ pháp chính trong câu, cực kỳ điển hình của trình độ sơ cấp chúng ta luôn. Đó. Tốt. Rồi đi với 言われました. Đố mọi người biết là thể gì đấy. Câu này đang được chia sang thể gì đây mọi người? Mạnh Quốc chọn 2 à? Ừ, sasoimashita. Ok. Các bạn khác nào? Nếu mà nhớ nghĩa được cả 4 thì chúng ta rất là tốt rồi, ok rồi. Còn không thì mình dùng phương án loại trừ nhá. Đáp án nào mình biết thì mình ghép lên. Ok thì mình chọn, còn không thì mình loại. Đó, sau đó cứ dùng phương án loại trừ dần dần như vậy. Hãy, Phương Lan Nguyễn chọn 2, Lịch Nguyễn chọn 2. Đúng rồi, đây chính là thể bị động. Ok, Phương Lan sáng nha. Hãy, yu là nói, chủ động. Thế còn iwaremashita là bị động, đúng không? Cụ thể trong câu này, đáp án số 2 chúng ta thử dịch nhá. Đó là tôi đã, đúng không? Tất cả động từ được chia về thể quá khứ hết rồi. Tôi đã rủ bạn Modi, đúng không? Đã mời, đã rủ bạn Modi đi. Đi đâu mọi người? Các bạn hay nói đi date ấy, đúng không? Chính là đi hẹn hò. Thế nhưng mà, đúng không ạ? Bạn ấy đã nói rằng bạn không đi được, đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu là mình bị bạn đấy nói ấy. Đây là câu bị động, thường thì chúng ta dịch sang tiếng Việt nó không được tự nhiên cho lắm, thì mọi người có thể chuyển dịch câu được không ạ? Đó là tôi có rủ bạn ấy đi hẹn hò, thế nhưng mà bị bạn ấy từ chối rồi, nhưng mà bị bạn đấy nói là bạn ấy không đi được. Ok nhá. Đáp án số 1, style được là truyền đạt, đúng không nào? Mọi người nhớ nhá, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cái từ này trong một câu khác ạ. Đấy, lúc đấy lại hỏi tiếp xem mọi người có nhớ được không? Style được là truyền đạt này. Số 3, annai sư được là hướng dẫn. Hướng dẫn. Hay. Rồi, còn số 4 từ shokai các bạn gặp quá nhiều rồi, là giới thiệu đúng không? Giới thiệu. Ok, desu ka? Wakarimashita ka? Ừ, chính xác. Hay, 69 này. Kono jōhou wa nani nani desu ka? 1. Tadashii. 2. Urusai. 3. Edai. 4. Majime. Hay. Thông tin này có chính xác không? Bạn Châm Trần cũng chọn 1 này. Ok, hay. Tadashi có nghĩa là chính xác đúng không? Còn danh từ ở đây, từ joho là thông tin ấy mọi người. Đó, vì vậy chúng ta sẽ dịch cả câu là gì nhỉ? Thông tin này có chính xác không? Có chuẩn không? Ok chưa? Urusai là ồn ào rồi, nói về cái tính chất tiêu cực ấy, đúng không? Hay ví dụ công trình ở gần nhà người ta thi công rất là ồn ào. Đó, urusai. Còn số 3, edai. Edai là gì cả lớp mình nhỉ? Giỏi này. Rồi là vĩ đại này. Đúng nào? Edai. Còn số 4, từ majime là nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Majime na hito, đúng không? Nghiêm túc nhá. Ok. Tiếp tục. À, ii desu ne. Rồi, đây mình sẽ nói qua giới thiệu Suzume cho mọi người một chút nhá. Đó là các bạn nào mà đang học sơ cấp N5 và N4 thì các bạn có thể tham khảo hai cuốn sách của Dũmodi. Đó là cuốn Tổng ôn N5 và Tổng ôn N4. Nhắc tới cái tên là các bạn cũng sẽ biết là trong cuốn sách mình sẽ học về cái gì rồi, đúng không? Thứ nhất, đó là sẽ được hệ thống đầy đủ kiến thức bao gồm chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp. Sau đó sẽ có số lượng là N5 thì là 140 bài này, N4 là 160 bài test đa dạng phù hợp với những dạng đề thi ra năm gần đây. Sau đó là có rất là nhiều phần luyện tập cũng như là đáp án và lời giải chi tiết. Đó, mọi người có quan tâm và có muốn làm nhiều đề trước khi đi thi thì mọi người có thể tham khảo hai cuốn sách này của Dũmodi nhá. Đặc biệt là các bạn đăng ký mua trong hôm nay thì các bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi hơn. Hãy, nếu bạn nào quan tâm và cần tư vấn thêm thì mọi người nhớ inbox về fanpage của Dũmodi để được tư vấn chi tiết ạ. Rồi, mình xin phép chuyển sang câu tiếp theo là câu số 70. 英語を話す何々が少ない 1. 教科
2. Ký kiến 3. Ký cài 4. Ký tạ Dung Khánh chọn 3, Bảo Long 3, Tường Vi 3. Ok ạ. Rồi, đầu tiên chúng ta phân tích từ đáp án đúng nhé. Từ ký cài của chúng ta là cơ hội, ít cơ hội, phải không nhỉ? Tôi có rất ít cơ hội nói chuyện tiếng Anh. Đấy, nói tiếng Anh. Các bạn có nhiều cơ hội nói tiếng Nhật không? Hay. Số 1 từ kiêu cạ của chúng ta là sự cho phép ạ. Sự cho phép. Ok chưa nào? Số 2 từ kiken là nguy hiểm. Mình nhớ không nhầm là ít nhất 2 lần trong các buổi live sơ cấp thôi nhá, là chúng ta cũng đã đả động tới danh từ kiken này rồi. Đấy, bạn nào mà chăm chỉ xem live là cứ xào đi xào lại như thế là không thể nào mà quên được đâu, đúng không? Còn số 4 từ kita của chúng ta là phía bắc ạ. Phía bắc. Rồi. Nhớ chưa cả nhà? Ừ. Tiếp theo 71 nào. 71. Hi ga nani nani kara ie kaerimashou. 1. Kureta. 2. Nakushita. 3. Okureta. 4. Nigeta. Hai. Câu này là bắt đầu khó khó hơn một chút rồi đấy cả nhà ạ. Xem là mình có làm được không nhá, mình có bị đánh lừa không nhá. Ừ, bạn Mạnh Quốc chọn 1 rồi, mặt trời đã lặn rồi, về nhà thôi. Hai. Bạn Mỹ chọn 4, Bùi Tường Vi chọn 1, 1 và 4 là cả nhà. Châm Trần chọn 1, Diễm Hằng 1, 2. Đáp án 1, kureta. Rồi mọi người nhớ theo cụm luôn nhé. Hi ga kureru có nghĩa là mặt trời lặn, là cuối ngày, là hết ngày ấy mọi người. Đấy, thì như bạn Quốc có vừa dịch câu này rất là hay này. Vì mặt trời đã lặn rồi cho nên chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Kiểu tối rồi ấy đúng không mọi người, là phải về thôi đấy. Còn nakusu là từ đánh mất. Nakushimasu, phải không nhỉ? Số 3, okuru, okureru, đúng nào? Okuremasu là gì mọi người? Okuremasu là muộn, đúng không nào? Còn số 4, nigeru là chạy trốn hoặc là bỏ trốn. Chạy trốn này, bỏ trốn. Đấy, thì các bạn sẽ thấy nó không phù hợp với ý nghĩa của câu thôi, đúng không? Câu này giống cái câu trong lúc trời chưa tối thì hãy về nhà đi. Đúng rồi, câu này là một câu cực kỳ điển hình trong ví dụ Uchinit của N3, đúng không? Bạn nào học N3 là nghe câu này thấm luôn đấy. Đúng rồi, 72 nào. Nani nani ga kawaita kara juice o nomo. Hay. Mo ở đây là thể gì nhỉ? Động từ gốc của chúng ta là nomimasu. Bây giờ người ta đã chia thành nomo. Thể gì đây? Hay. Trong sơ cấp N5 và N4 chúng ta đã học rất rất là nhiều thể đúng không? Ở đây các bạn có nhớ thể gì không? Số 1, koe. Số 2, kami. Số 3, tenki. Số 4 là nodo. Hay. Câu này là một câu cho điểm ấy mọi người. Đi thi sẽ có câu khó, cũng có câu dễ. Và câu này thuộc trình độ dễ. Hay, thể ý chí, chính xác ạ. Đây là thể ý chí. So desu ne, nomo. Phương Lan 4, 2, Dung Khánh 4, Mạnh Quốc 4, Diễm Hằng 4. Ok, không xa đi đâu được đúng không? Xin chúc mừng tất cả mọi người đã làm phương án nodo chính xác. Nodo ga kawaku, chúng ta dịch là khát nước đúng không? Ở đây là thể bị thể quá khứ thôi đúng không? Vì tôi khát nước quá cho nên là mình uống nước ép đi đúng không? Rủ dê đối phương bạn bè của mình cùng nhau thực hiện hành động thì sẽ là dùng thể ý chí mọi người nhá. Cùng nhau uống nước ép đi. Còn kue là giọng. Đúng không ạ? Giọng này hoặc là tiếng nói. Đó. Cô ấy. Rồi, số 2 mình có từ kami. Rồi, mình phiền mọi người nhé. Kami nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là giấy, thứ hai là tóc. Mọi người viết chữ Hán tương ứng của nó xuống bên dưới nhé. Viết hai chữ Hán, một là chữ tóc, hai là chữ giấy cho mình nào. Hay. Viết là mọi người sẽ ra luôn, nhưng mà mọi người chọn chính xác cái chữ Hán nhé. Số 1 là giấy trước. Giấy, còn số 2 là tóc nào. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cùng check chữ Hán xem ok không nhá. Còn số 3 từ tenki của chúng ta là thời tiết rồi. Không hợp lý đúng không? Thời tiết. Kyo tenki ga ii kara sambo shimasho. Đúng không? Một câu thần chú, một câu gây ám ảnh cho dân học tiếng Nhật. Đặc biệt khi vào đề thi nghe. Hay. Thật ra là kami cũng có rất là nhiều nghĩa đấy. Như bạn Mạnh Quốc có nói là kiểu thần tiên là mang tính chất là vị thần ấy. Ở đây thì ở trình độ sơ cấp mình muốn nhấn mạnh hai cái ý nghĩa này trước nhé. Đó là giấy và tóc. Hay. Rồi, 73 nào cả nhà. 73. Hay. Byouki ni natta no de tani nani kaisha o yasumimasu. 1. Saisho ni. 2. Hodo. 3. Shibaraku. 4. Saki ni. Hay. Nô đê, rồi. Hôm qua live N5 thì rất nhiều cà đà, hôm nay N4 cái là nô đê ngay đúng không? Các bạn N4 học hết chưa nhỉ? Vì nha, chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Vì A, thế nên là B. Đáp án chính xác của câu 73 là gì cả lớp mình nhỉ?
Hai. Bạn Mỹ chọn 3, Mạnh Quốc 3, Bảo Long 3 là Shibaraku. Ok, rồi chúng ta cùng chữa câu này mọi người nhé. Hay, đáp án chính xác rồi, không có gì ngoài 3 được, Shibaraku. Bình thường cái từ này mình sẽ dịch là một chút, đặc biệt là khi mà chúng ta hay nói với khách hàng ấy, đúng không? Shibaraku omachi kudasai, đúng không? Đó là hãy chờ tôi một chút, chờ tôi một lát. Còn trong trường hợp này nhá, mà mọi người thấy là mình bị ốm, mình bị bệnh, mình nghỉ một lát thì liệu có khỏi được không? Có làm việc tiếp được không? Không, đúng không mọi người? Thế cho nên Shibaraku ở đây mình có thể hiểu là một khoảng thời gian dài hơn một chút. Dịch chung chung thì các bạn sẽ dịch là một khoảng thời gian thôi. Còn mình hiểu có thể là khoảng mấy ngày hoặc là tầm một tuần, tuần hơn gì đó. Đấy, là vì tôi bị bệnh, đúng không? Thế cho nên tôi sẽ nghỉ làm một thời gian. Nó sẽ ok hơn đấy mọi người. Đúng rồi, như bạn Mỹ dịch rất là hay đấy nhá. Vì bệnh nên nghỉ công ty một thời gian. Ok. Số 1, từ sai chỗ là đầu tiên hoặc là trước tiên, đúng không? Ví dụ sai chỗ nhỉ, kanji yo benkyou shimashou chẳng hạn. Đó, đầu tiên chúng ta học chữ Hán trước nhé này. Còn số 2, từ hodo thì mang ý nghĩa là khoảng. Khoảng là một đơn vị, nó sẽ đi với số từ, đúng không? Khoảng bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian. Còn các bạn học cao lên N2, N3 ấy thì nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Ví dụ như là đến mức, ngay cả, hoặc là gì nữa nhỉ? Không có cái gì bằng chẳng hạn, đúng không? Hay là càng càng. Đây là những ngữ pháp mà nó nâng cao hơn này. Còn số 4 mình có từ sakini, cũng là từ trước, nhưng mà ở đây mình các bạn có hay nói từ sakini shitsudeshimasu đâu. Ngày nào cũng nói, đúng không? Tức là tôi xin phép về trước đây. Đấy, thì với mỗi một cái từ này nó sẽ đi kèm và sẽ được sử dụng trong một số trường hợp cố định mọi người nhé. Rồi, mọi người hiểu hơn chưa? Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu mới, câu 74 nha. Kawamura-san kara denwa ga atta koto o Tanaka-san ni nani nani 1. Tsutaeta 2. Okoshita 3. Omotta 4. Kurabeta. Hai. Từ sai sho hay dùng cho bài nghe, đúng rồi. Bài nghe môn đai số 1 ấy mọi người, người ta hay hỏi là kore kara nani o shinakereba narimasen ka chẳng hạn, đúng không? Sau đây bạn nam hay bạn nữ sẽ làm gì đấy? Thì các bạn cố gắng lắng nghe được những cái keyword liên quan tới mazu, sai sho. Ừ, hay. Rồi còn quay lại với câu này thì phương án chính xác của chúng ta là một rồi, đúng không? Chitai được. Mình lúc đấy có nhắc mọi người là nhớ để ý cái động từ này, đúng không? Bởi vì sẽ gặp thì chính là câu 74 gặp nhá. Đó là tôi đã truyền đạt với ai thì đi với nhị, truyền đạt cái gì thì đi với ộ, đúng không mọi người? Trợ từ cũng sẽ giúp ích rất là nhiều trong phương án mà chúng ta gạch khung câu và dịch câu cho chính xác hơn nhá. Đó là tôi đã truyền đạt với anh Tanaka về việc có điện thoại gọi đến từ anh Kawamura. Cả lớp hiểu chưa nhỉ? Ok nhá. Số 2, okoshita là được chia của động từ okosu, là đánh thức, đúng không? Đánh thức ai đó dậy. Số 3, omotta là omou, mình sẽ mang nghĩa là tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, đúng không? Thể hiện cái ý kiến, quan điểm của bản thân. Còn cuối cùng, kurabeta là kurabe được mang ý nghĩa so sánh, đúng không nào? Ok. Hay, tiếp tục 75. 外国人の友達に東京を何々しました。 1. 研究 2. 案内 3. 用意 4. 料 2. Bạn Phương Lan chọn 2, Mạnh Quốc chọn 2, Hoàng Phạm chọn 2. Tôi đã hướng dẫn cho người bạn nước ngoài về Tokyo. Ok, rồi. Đầu tiên là về phương án đã. Đáp án số 2 là chính xác. Annai là hướng dẫn, chúng ta có nhắc rồi đúng không? Hướng dẫn này. Còn để dịch câu thì chúng ta sẽ phân tích như sau. Chủ ngữ ở đây là bị ẩn, tức là watashi wa chấm chấm anashimashita, đúng không? Tôi đã hướng dẫn cho ai đi với nhĩ này, cho người bạn nước ngoài của tôi, đúng không, đi tham quan Tokyo. Thì chúng ta sẽ hiểu anai đây mang tính chất là mình sẽ chỉ dẫn cho người ta đi đến một cái địa điểm đấy, mang tính chất là tham quan, đúng không, chứ không phải là setsume là hướng dẫn về cái cách sử dụng của máy photo, đúng không, hay là hướng dẫn cách làm của dạng bài nào đấy, thì lúc đấy mình sẽ dùng setsume. Cả lớp mình phân biệt được rồi đúng không nhỉ? Nó sẽ có tính chất khác nhau đấy mọi người nhá. Còn số 1, từ kenkyu là nghiên cứu rồi. Hay. Nghiên cứu. Số 3 là gì đây? Yoi là chuẩn bị, sửa soạn. Hay, chuẩn bị. Còn số 4, từ dio. Dio mọi người nhìn chữ Hán nào. Có xem có ai bị nhầm không nhá? Dio, lượng, đúng rồi. Ok, hay. Nếu mà là chữ Hán này thì mình sẽ hiểu là lượng. Rồi, rất tốt. Hay. Tiếp tục câu 76. Okinawa no umi wa tottemo nani nani to omoimasu. 1. Kirei 2. Kirei na 3. Kirei ni 4. Kirei da. Hay. Câu này đúng hơn là hỏi về ngữ pháp, đúng không mọi người? Và ngữ pháp này thuộc trình độ N5 thôi này. Bởi vì là có đuôi to omoimasu. Hay. Sau khi chọn được phương án đúng của câu này thì mọi người nhớ viết thêm cách kết hợp
của ngữ pháp tô ở môi mắt xuống bên dưới nhá. Xem là ngoài tính từ kire ra thì nếu mà nó kết hợp với danh từ hoặc là động từ khác thì sẽ có cách kết hợp chung như thế nào. Để một lần nữa chúng ta cùng ôn lại ngữ pháp này luôn. Hay, bạn Mạnh Quốc chọn 4, Mỹ chọn 4, Phương Lan 4, Diễm Hằng 4, Hà Phương 4. Hay, chính xác, kire đã. Lý do từ kire của chúng ta là bắt nguồn từ tính từ đuôi na, đúng không? Thế nhưng khi đứng trước tô omoimasu thì mình phải bỏ cái chữ na này đi, thay thế bằng chữ đà, đúng không nào? Vì vậy sẽ là kire đà tô omoimasu. Còn cả câu thì chúng ta sẽ dịch như sau. Tôi thấy, đúng không? Biển ở Okinawa rất là đẹp. Đúng chưa nào? Mặc dù số 1 và số 3 cũng là kire, cũng là đẹp đấy. Thế nhưng mà nó sẽ bị sai về cách kết hợp rồi, đúng không nào? Hay. Ok ạ. So desu ne. Thì các bạn nhớ nhá, trong câu này là tính từ đuôi na thôi. Còn chung của nó đứng trước sẽ là động từ ở thể thường này. Danh từ thì cũng thêm đà. Danh từ thì cũng thêm đà này. Rồi tính từ đuôi y thì sao cả nhà? Tính từ đuôi y thì giữ nguyên y. Ok chưa? Nhớ nhá. Hay. Đề ngữ pháp thì người ta sẽ hay hỏi mọi người chú trọng về cách kết hợp nhiều hơn nên mọi người để ý ạ. 77. Ashita wa teshito dakara netsu ga naninani gakkou ni ikimasu. 1. Attamo. 2. Aru demo. 3. Attemo. 4. Aru mo. Hay. Một câu nữa về ngữ pháp liên quan tới temo, demo, mo cái gì đấy đúng không nào? Hay. Bảo Long 3, Diễm Hằng 1. Phương Lan 3, Tường Vi 3. Rồi chúng ta thử nghe phương án dịch của bạn Quốc và bạn Lịch Nguyễn trước nhé. Bởi vì ngày mai có bài kiểm tra nên kể cả ốm thì tôi cũng phải đến. Hay. Bạn Lịch có dịch như sau. Ngày mai có bài kiểm tra, dù có sốt thì cũng đi đến trường. Chính xác ạ, đấy mọi người thấy không? Sau khi dịch xong là các bạn cảm thấy là các bạn này hiểu rất rõ, đúng không? Hiểu rất kỹ câu văn cũng như là các từ, các ngữ pháp có ở trong câu đó. Ví dụ như đà cà đà, mình sẽ dịch là vì, phải không nhỉ? Vì ngày mai có bài kiểm tra, cho nên netsu ga aru là bị sốt rồi. Netsu ga atemo, dù có bị sốt thì tôi vẫn sẽ đi đến trường. Được chưa nào? Thế còn chia sai thì cả ba đáp án đúng không? Đều bị chia sai nhá. Chúng ta sẽ có động từ gốc là aru, arimasu là một động từ nhóm 1, phải không nhỉ? Thế cho nên mình sẽ đổi chữ gì nhỉ? Chữ ri ấy, đúng không? Sang chữ nhỏ trước khi thêm temo. Hay. Rồi, 78 nào cả nhà. Tomodachi no ie ni iru naninani zutto onaka ga itakatta desu. Hay. Câu này thì sẽ đẩy mức độ khó hơn một chút xíu rồi đây. 1. Ai da. 2. Ba. 3. Made. 4. Nara. Ok. Cái này thì tầm cuối N4 này và N3 nhá. Trong khi ở nhà của bạn thì bụng tôi bị đau suốt. Đấy là phương án của bạn Hoàng Phạm. Bạn Gen Ly Thạch và bạn Han Han cũng chọn 1. Ok, hay. Ai đà, chính xác. Ở sơ cấp N5 đúng không? Chúng ta học ai đà là chỉ về địa điểm. Ví dụ, e to bi no ai đà wa, đúng không? Nani nani ga arimasu. Đấy, thì nó sẽ nhấn mạnh về địa điểm là giữa A và B có cái gì. Nhưng mà ngữ pháp mới, đặc biệt là liên quan đến N3 của chúng ta ấy, thì ai đà nó sẽ nghiêng về mặt thời điểm, thời gian ấy mọi người nhá. Cụ thể là trong khoảng thời gian V1 diễn ra thì V2 cũng sẽ liên tục xuyên suốt đồng thời xảy ra, đúng không? Ở đây nhìn rõ nhất là các bạn nhìn thấy từ zutto thể hiện tính liên tục, phải không nào? Rồi còn như các bạn có vừa dịch ấy, rất là tốt đó ạ. Trong lúc mà tôi ở nhà của bạn thì tôi bị đau bụng suốt, được không nào? Đấy, mọi người hiểu chưa? Còn số 2 và số 4 thì đều có một cách dịch chung là từ nếu thì, đúng không? Trong những câu giả định. Hay, nếu thì. Đây, hỏi thật, hỏi nhỏ các bạn nhé, hỏi to luôn này. Mọi người còn nhớ cách chia của thể điều kiện không? Khi nào chuyển sang bà, khi nào chuyển sang nà đà không? Cụ thể cách chia của tính từ, động từ, danh từ là gì? Có nhớ không? Khai thật đi nha. Mà quên thì phải mở sách ra xem lại đấy ạ. Còn made thì nếu mà ở sơ cấp thì mình sẽ dịch là đến, đúng không? Ví dụ trong đuôi kara, made nó sẽ thể hiện cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc, thời gian hoặc không gian. Còn N3 hoặc là học lên hơn nữa thì mọi người còn có phương án dịch là ngay cả đến tận, đúng không? Để nhấn mạnh cái phía trước của made nữa. Đó. 79 nha. 79 đề bài như sau này. この図書館は何々使うことができます。1. 誰は 2. 誰でも 3. 誰が 4. 誰にも。はい。何番かな? Tường Vi cũng chọn 2 ạ. この図書館は誰でも使うことができます。はい、chính xác phương án 2 rồi。Bảo Long 2, bất cứ ai. So this name. Đây thì các bạn nhìn thấy từ demo cho mọi người. Dù đúng không? Dù bất cứ ai thì cũng có thể về được cô tổ gạ dekimasu, có thể làm gì nhỉ? Sử dụng
thư viện này. Hay. Còn đáp án số 4. Số 4 là gì cả lớp? Đa đề, nhĩ mộ. Nó chỉ khác một chút xíu, một cái là đê mộ, một cái là nhĩ mộ thôi. Dịch thì có thể dịch giống nhau nhá, đó là bất cứ ai. Nhưng đa đề, đê mộ thì hay đi trong câu khẳng định, còn đa đề, nhĩ mộ thì đi trong câu phủ định. Hãy mọi người lưu ý ạ. Chú ý してください. Ok, rồi câu cuối cùng, câu 80 của chúng ta nào. Donnani naninani mainichi nihongo benkyou shimasu. 1. Isogashiku te. À, gomen. Isogashiku mo, đúng không? 2. Isogashi demo. 3. Isogashiku temo. 4. Isogashi kara. Hay. Phương Lan chọn 3. Rồi, rất tốt ạ. Về cách chia thôi đúng không? Câu này chỉ hỏi về cách chia thôi mọi người ạ. Isogashi là tính từ đuôi y. Vì vậy muốn chuyển sang temo thì mình sẽ thêm cự temo. Và nó còn đi kèm với donnani, đúng không? Dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì hàng ngày tôi vẫn sẽ học tiếng Nhật. Mọi người có thấy không? Bận là không được bỏ cuộc đâu nhá. Chúng ta phải học tiếng Nhật, phải đều đặn, phải chăm chỉ hàng ngày. Còn số 1 thì sai chia, sai cách này. Demo cũng sai nha. Còn kara ok, nhưng mà nó không phù hợp với ý nghĩa của câu này thôi. Bởi vì kara sẽ dịch là vì, đúng không? Ví dụ vì bận, với lại là kara cũng không đi với donnani, được chưa mọi người? Thì nhiều khi trong câu người ta cũng gợi ý cho mình bằng phó từ hoặc là một cái từ nào đấy mà đi kèm, đi chung với nhau ấy, tạo thành một cụm ấy. Thì các bạn nhớ lưu ý để mình có thể chọn phương án nhá. Bye bye, お疲れ様でしたね.